Tuấn Triều, anh Thơ, thân chào quý thính giả. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong loạt bài tỉnh nguyện Lời sống hàng ngày của mục vụ Our Daily Bread. Ước mong rằng qua những giờ phút ngắn ngủi này, lời Chúa sẽ chạm đến và biến đổi tấm lòng quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng suy ngẫm một bài học nhỏ với tựa đề Phước hạnh trong nước mắt, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh trong Matthew đoạn 5 từ câu 1 đến câu số 12, bản truyền thống hiệu đính. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Khi thấy đoàn dân đông, Đức Chúa Giêsu đi lên núi. Lúc Ngài ngồi xuống, các môn đồ đến gần. Ngài mở lời truyền dạy rằng: Phước cho những người nghèo khó tâm linh, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi. Phước cho những người nhu mì, vì sẽ thừa hưởng đất. Phước cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ được no đủ. Phước cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được thương xót. Phước cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước cho những người hòa giải, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước cho những người chịu bắt bớ vì sự công chính, vì vương quốc thiên đàng thuộc về họ. Phước cho các con khi vì ta mà các con bị mọi người nhục mạ, bắt bớ, vu cáo đủ mọi điều xấu. Hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng của các con ở trên trời là rất lớn, bởi vì các nhà tiên tri trước các con cũng từng bị người ta bắt bớ như vậy. Câu gốc hôm nay được chép trong Matthew đoạn 5 câu 4, Phước cho những người than khóc. Tôi nhận được email từ một thanh niên ở Anh. Cậu giải thích rằng cha cậu đang nằm viện trong tình trạng nguy kịch và chỉ đang cố gắng kéo dài sự sống. Mặc dù chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau, nhưng công việc của cha cậu ấy và của tôi có nhiều điểm tương đồng. Để cha được vui, người con trai đã nhờ tôi gửi một video khích lệ và cầu nguyện cho ông. Tôi vô cùng xúc động nên đã ghi hình một thông điệp ngắn với lời cầu nguyện chữa lành. Tôi được kể lại rằng cha cậu ấy đã xem video và giơ ngón tay cái bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng đáng buồn thay, chỉ một vài ngày sau đó, tôi lại nhận một email khác cho biết ông đã qua đời. Ông trút hơi thở cuối cùng khi đang nắm tay vợ mình. Lòng tôi tan vỡ trước tình yêu ấy và nỗi đau ấy. Gia đình đó đã sớm mất đi một người chồng và người cha. Thế nhưng, thật ngạc nhiên khi Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng chính những người đau buồn này là những người được phước. Ngài phán, phước cho những người than khóc. Chúa Giêsu không nói rằng đau khổ và buồn phiền là điều tốt, nhưng Ngài phán rằng sự thương xót và lòng nhân từ của Đức Chúa Trời sẽ tuôn đổ trên những người cần điều đó nhất. Những người trải qua nỗi đau bởi vì sự chết hoặc thậm chí vì tội lỗi của chính họ là những người cần sự quan tâm và an ủi của Đức Chúa Trời nhất. Và Chúa Giêsu hứa với chúng ta rằng họ sẽ được an ủi. Đức Chúa Trời đến với chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Ngài ban phước cho chúng ta ngay cả trong lúc chúng ta chìm ngập trong nước mắt. Bạn đang đối diện với nỗi đau nào trong cuộc đời của chính bạn và những người thân yêu? Lời hứa ban phước lành của Chúa Giêsu đã thay đổi cách bạn nhìn nhận về nỗi đau này như thế nào? Giờ này, chúng ta cùng hiệp ý để thưa với Chúa lời cầu nguyện sau. Chúa ơi, con đang chìm ngập trong đau khổ và muộn phiền. Xin giúp con kinh nghiệm được ơn phước của Ngài ngay cả trong nước mắt. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, ước mong rằng Chúa đã dùng bài tỉnh nguyện hôm nay để đem đến cho quý vị sự khích lệ và nâng đỡ trong bước đường theo Chúa. Nguyện năng quyền của Ngài hành động trên cuộc đời quý vị và các bạn mỗi ngày, để chúng ta luôn sống cho Chúa trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Hãy cứ giữ kết nối với Chúa suốt ngày nhé. Và cũng đừng quên giữ kết nối với ODB Việt Nam tại kênh Facebook, Instagram và YouTube. Kính chúc quý thính giả một ngày mới thỏa vui trong sự chăm sóc và dẫn dắt của Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào ngày mai.